Do ảnh hưởng bởi tình hình dịch bệnh COVID-19, nông dân trồng hoa kiển cũng gặp phải không ít những khó khăn trở ngại. Nhưng với mong muốn mang đến không khí Tết cho mọi nhà, từ giữa tháng 10 âm lịch, nông dân gắn bó cùng nghề trồng hoa kiển Tết trên địa bàn thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang cũng đã nhanh chóng xuống giống các loại hoa, chỉ mong rằng sẽ xuất ra thị trường những bông hoa rực rỡ nhất, phục vụ nhu cầu khách hàng vào dịp Tết Nguyên Đán Nhâm Dần năm 2022. Nếu nhắc Tết đến sẽ không thể nào thiếu hoa mai, và tại vườn hồng xã Phú Vĩnh, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang, nông dân cũng đã tất bật chăm sóc dưỡng mai, uống cây và xuất bán với những chuyến hàng đầu tiên trước Tết Nhâm Dần 2022. Hiện nay, tại vườn hồng có hơn 8 hectare với gần 60.000 cây mai lớn nhỏ của 40 bà con nông dân. Hầu hết bà con nơi đây đều gắn bó mấy mươi năm với nghề trồng mai dảo Tân Châu. Mình làm cái này là như là mình may, mình phái cái mai vàng này nè. Thì trước khi mai mình á thì mình cạo dáng, mình sửa đẹp nè. Rồi cái mình chủ yếu là mình cho nó vô phân đúng Tết á, là mình bón phân 20-15 rồi là nó đẹp. Rồi cái tới chừng nào mà nó cái sữa dán rồi cái thì tới gần 15 đó mình xuống lá. Qua tìm hiểu thực tế được biết, do ảnh hưởng tình hình dịch bệnh nên sức mua mai năm nay có phần giảm nhiệt hơn so với mọi năm. Nhưng với kinh nghiệm cũng như tình yêu dành cho cây mai dảo, muốn giống mai của vùng đất Phú Vĩnh nói riêng và của Tân Châu nói chung được đến với khách hàng gần xa, nên bà con nông dân nơi đây vẫn luôn cần mẫn chăm sóc và mong rằng Tết đến lượng mua sẽ tốt hơn. Còn tại vườn trồng hoa kiển của anh Nguyễn Trí Tính, năm nay vườn anh trồng khoảng 1.500 chậu cúc pha lê, cúc lan tím và cúc tiger. Theo anh chia sẻ, năm nay chi phí đầu tư cho sản xuất đều tăng cao, dự đoán lợi nhuận sẽ giảm so với mọi năm. Nhưng với kinh nghiệm trồng hoa ngày Tết cùng với uy tín trong những năm qua, bước đầu anh Tính cũng đã tìm được thương lái tại Đồng Tháp, mong rằng dịch bệnh sẽ ngày càng được kiểm soát tốt, sẽ càng tạo điều kiện thuận lợi trong giao thương hàng hóa giữa đôi bên. Có như thế, anh Tính cũng như nhiều bà con nông dân khác sẽ phấn khởi hơn trước vụ hoa Tết. Bên cạnh đó, khi nhắc đến trồng hoa kiển ngày Tết, phải nhắc đến ông Nguyễn Văn Gôm, xã Phú Vĩnh, với kinh nghiệm 22 năm gắn bó với nghề. Tại vườn của ông, những ngày trước Tết luôn ngập tràn sắc hoa với rất nhiều chủng loại khác nhau. Nhưng năm nay là năm đầu tiên diện tích trồng hoa kiển của ông thu hẹp lại. Nếu như trước đây ông trồng hoa kiển trên diện tích 4.000 m², thì hiện nay ông chỉ trồng có 2.500 m². Một cái yêu nghề của cái người trồng hoa không thể mà bỏ được. Dù cho mà có diễn biến về dịch bệnh tới đâu thì người trồng hoa cũng phải có trồng, chứ không bao giờ bỏ cái nghề theo đuổi. Chú theo đuổi cái nghề này năm nay nữa là 22 năm rồi. Không chỉ bị ảnh hưởng bởi tình hình dịch bệnh mà yếu tố thời tiết cũng đã làm trở ngại rất nhiều cho bà con nông dân, nhất là những loài hoa mới vừa được ươm giống hoặc còn là cây con. Phía sau từng chậu hoa kiển ngày Tết là những tháng ngày chung trồng cẩn thận với rất nhiều công đoạn khác nhau. Một năm trôi qua với không ít những khó khăn vất vả của mọi người, nhưng khi nhìn vào màu xanh của lá hay những bông hoa đua nhau khoe sắc khi xuân về, cũng sẽ làm xua tan đi những mệt nhoài của năm cũ và cùng nhau đón một năm mới khởi sắc hơn. Theo như tình hình mà hiện nay mà nó có phần lắng dịu như vậy thì cái bước khởi sắc thì có, nhưng vấn đề tiêu thụ của thị trường thì năm nay chú cũng mong là bà con mình về phần dịch bệnh nó được chính quyền nhà nước mình, đảng nhà nước là dập tắt được dịch bệnh để cho bà con dân của mình được yên ổn và cái thị trường được tiêu thụ tốt hơn so với cái thời điểm mà trước đây. Không riêng gì chú Nguyễn Văn Gôm mà những nỗi lo lắng chất giả của nông dân gắn bó cùng hoa kiển ngày Tết cũng chỉ mong rằng trong điều kiện thích ứng bình thường mới, những chậu hoa kiển sẽ đua nhau khoe sắc vào cùng dịp Tết và đến tay khách hàng thuận lợi để mọi người, mọi nhà cùng nhau đón một năm mới với những khởi đầu mới tốt đẹp hơn.